khi nhà nước thu hồi đất thì người có đất bị thu hồi quan tâm nhất là vấn đề bồi thường. Khoản 2 điều 95 Luật Đất đai năm 2024 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình như sau có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 137 của luật đất đai năm 2024. Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai. Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người chúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như vậy để được bồi thường về đất thì cá nhân hộ gia đình cần đáp ứng một trong các điều kiện sau có giấy chứng nhận như sổ đỏ sổ hồng có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận nhận chuyển quyền sử dụng đất từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người chúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo khoảng 6 điều 158 luật đất đai năm 2024 thì phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được sử dụng để định giá cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi nhiều thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng và đã được quy định giá đất trong bảng giá đất mà không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp so sánh căn cứ điểm E khoản 1 điều 160 luật đất đai năm 2024, khoản 5 điều 7, Nghị định 71-2024, giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất được tính như sau. Giá trị của thừa đất cần định giá 1m2 bằng đất trong bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất trong đó giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, mỗi địa phương sẽ quyết định bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá mỗi năm trên một lần để phù hợp với giá đất thị trường thay vì 5 năm một lần và căn cứ vào giá đất tối thiểu, tối đa do chính phủ ban hành như hiện nay. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng loại đất, vị trí đất, khu vực bằng cách lấy giá đất thị trường, chia cho giá đất trong bảng giá đất tại vị trí đất khu vực đó Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo thẩm định dự thảo về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 10487, ý kiến của tổ giúp việc hội đồng và dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 02/2020, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại các tờ trình trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng dữ liệu giá đất nông nghiệp tính bồi thường trên địa bàn thành phố để đề xuất giá đất nông nghiệp là chưa phản ánh đầy đủ giá đất nông nghiệp thuần túy cho hoạt động trồng trọt sản xuất. Nay, tại tờ trình số 10487, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trên cơ sở giá đất nông nghiệp quy định tại quyết định 02/2020 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất gọi là hệ số K theo quyết định số 56 2023 nhằm đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp là phù hợp. Điều này cũng không ảnh hưởng đến trường hợp nhà nước thu hồi đất vì khi đó người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường để tính bồi thường đối với đất ở hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố đánh giá sở tài nguyên và môi trường thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá và giá đất chuyển nhượng thị trường và căn cứ tình hình kinh tế xã hội thực tiễn của thành phố để đề xuất bảng giá đất đối với đất ở phù hợp với từng quận huyện và thành phố thủ đức đồng thời đã thực hiện giả soát cân đối các mức giá đối với các vị trí giáp danh giữa các quận huyện thành phố thủ đức và các đoạn đường tuyến đường trên cùng một địa bàn Trước đó Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình số 10487 gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố về việc ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố. Theo đó đối với đất nông nghiệp sẽ phân làm 3 khu vực và 3 vị trí, trong đó khu vực 1 gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận Khu vực 2 gồm quận 7, quận 8, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Khu vực 3 gồm huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ. Vị trí 1, thừa đất tiếp giáp với lề đường, đường có tên trong bảng giá đất ở, trong phạm vi 200 m Vị trí 2, thừa đất không tiếp giáp với lề đường, đường có tên trong bảng giá đất ở, trong phạm vi 400 m Vị trí 3, các vị trí còn lại, thành phố sẽ áp dụng giá đất nông nghiệp tại quyết định 02/2020 nhân với hệ số ca tương ứng theo từng khu vực vị trí tại quyết định 56/2023. Trong đó, khu vực 1 nhân hệ số ca 2,7 lần, khu vực 2 nhân hệ số K 2,6 lần, khu vực 3 nhân hệ số ca 2,5 lần. Đối với đất phi nông nghiệp đất có vị trí mặt tiền đường, đường có tên trong bảng giá đất ở áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường, lòng đường, lề đường, vỉa hè, hiện hữu được quy định trong bảng giá đất điều chỉnh. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 có giá cao nhất lên đến 687 triệu 200 nghìn đồng trên một mét vuông. Hiện nay, giao dịch mua bán trung cư chưa có sổ hồng diễn ra khá phổ biến. Vậy việc mua bán trong trường hợp này có hợp pháp hay không? Căn cứ điểm A khoản 1 điều 160 Luật nhà ở năm 2023 nêu rõ, điều 160 điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch, giao dịch về mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây, có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Theo đó, khi mua bán chung cư bắt buộc phải có điều kiện là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi tắt là sổ hồng chung cư, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 160 Luật nhà ở 2023 được hướng dẫn bởi nghị định 95 2024 gồm mua bán, thuê mua thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, bán nhà ở trong trường hợp giải thể phá sản, tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mua bán, thuê mua nhà ở có sẵn của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong các trường hợp nhà ở thuộc tài sản công, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nhà ở phục vụ tái định cư không thuộc tài sản công cho thuê cho mượn cho ở nhờ ủy quyền quản lý nhà ở nhận thừa kế nhà ở như vậy có thể thấy mặc dù trung cư chưa có sổ hồng nhưng với các trường hợp trên các bên hoàn toàn có thể mua bán